Xin chào mọi người, và nhất là các bác, các anh, các chị, cũng như là các bạn và các em tuổi mùi. Đây là video mình sẽ chia sẻ với mọi người về tháng canh ngọ, tức là tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi mùi. Cũng dễ hiểu thôi, nếu mà về tử vi đó, mà xét về cái căn chi, cái chi ấy, thì tuổi tháng canh ngọ đối với người tuổi mùi là có lục hợp về địa chi, đó là ngọ với mùi là lục hợp. Như vậy thì dù gì đi nữa, nó là một cái có lục hợp thì nó sẽ có tương sinh rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là trong tử vi á, thì không có phải là chỉ có xét một thứ về chi không, là về địa chi không, là có thể khẳng định được cái tử vi của tháng. Tử vi của tháng thì thường nó sẽ có ba sự chi phối, đó là mạng và thiên can rồi mới tới địa chi. Giống như mà về can chi á, thì như thế này, có thể hiểu là can á, là thuộc cái gốc, chi á, thì là thuộc cái nhánh, còn mạng á, là cái đức tạo nên cái tử vi. Cho nên là trong một cái tử vi của tháng thì chúng ta phải xét tới ba cái yếu tố đó cộng lại, mỗi cái yếu tố nó đem một sự chi phối ở trong cuộc sống. Ví dụ như mạng là về bổn mạng, sức khỏe và những cái động lực bên trong. Còn về thiên can thì phần nhiều là rơi cho cái công việc, làm ăn, cũng như là cái sự may mắn trong cái mua bán nếu mà là làm thương mại. Còn địa chi thì nó phần nhiều, nó là cái nhánh, thì nó là phần nhiều là về gia đạo, gia đình và các mối quan hệ. Như vậy thì xét cho cái người tuổi mùi của cái tháng canh ngọ thì chưa hết, là chúng ta có một cái trong ba cái để xét thì chúng ta có một cái lục hợp, đó là một tín hiệu may mắn tích cực cho những người tuổi mùi. Thì tuy nhiên là bây giờ mình sẽ xét xem là từng tuổi mùi nó sẽ ra sao. Trong đầu tiên hết thì mình sẽ nói về tuổi Ất Mùi, tức là những người sinh năm 1955, nam nữ mạng. Thì như vậy thì nó vận vào cái tháng 5 âm lịch nó sẽ như rằng, xét về mạng đó, là người Ất Mùi là mệnh kim, cho nên là tháng 5 âm lịch đó là tháng thổ. Như vậy là thổ sinh kim, đó là bổn mạng được tương sinh, tốt cho sức khỏe, bổn mạng không phải lo lắng. Có thể là những người Ất Mùi á, là do năm nay là năm mộc, thì từ đầu năm đến giờ là trải qua là tháng hỏa rồi tới hai tháng mộc, cho nên là sức khỏe nó cứ rề rề. Nhưng mà bắt đầu tới tháng 5 này thì sức khỏe nó tốt đẹp hơn. Các bác, mẹ mình cũng sinh năm 1955, từ đầu năm tới giờ bà cũng sụp sùi sụp sịch không ha. Thì rồi tiếp đến là thiên can. Xét về thiên can tức là trụ về công việc đó. Thiên can thì chữ Ất với chữ Canh là thuộc ngũ hợp. Như vậy là tốt đẹp cho công việc, rất là thuận lợi. Còn đi xét về cái trụ địa chi là địa chi ngọ mùi là lục hợp. Như vậy là tháng 5 âm lịch đối với người mà Ất Mùi là một cái tháng khá là tốt đẹp, có thể nói là tốt đẹp nhất ở trong năm này. Vì lý do sao? Mạng thì được tương sinh, thiên can thì thuộc ngũ hợp, địa chi thì thuộc lục hợp, cho nên là các bác, có thể là các cô chú tuổi Ất Mùi sẽ có một cái tháng năm, một cái tháng khá là tốt đẹp ha. Tiếp tục đến là người Đinh Mùi, sinh năm 1967. Các anh chị Đinh Mùi thì là mệnh thủy. Như vậy thổ khắc thủy, bổn mạng bị tháng tương khắc. Như vậy thì cần cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng tai nạn bất trắc. Xét về cái chủ thiên can thì đinh canh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên đinh thì thuộc hỏa, canh thì thuộc kim, cho nên là bị tương khắc về nạp âm ngũ hành. Cho nên là tiếp tục là một tháng công việc vẫn chưa có nhiều cái điều tích cực. Bởi vì cái tháng này ngoài cái việc thiên can như vậy thì cái tháng chúng ta bị thổ khắc thủy, mà tháng thổ khắc thủy thì các phúc tinh và tài tinh của chúng ta sẽ bị tác dụng xấu che đi, làm cho cái sự tốt đẹp của cái người Đinh Mùi nó bị giảm đi ha. Rồi địa chi thì cũng giống như là người Ất Mùi ha, ngọ với mùi là lục hợp, mà lục hợp của địa chi thì gia đạo tốt đẹp, sinh được cái, người ta nói là có lục hợp thì nó có nhiều cái tính năng tốt đẹp. Một cái trụ được lục hợp
thiên trụ địa chi lục hợp này, hy vọng nó sẽ phần nào giúp cho cái phần mà cái trụ mạng bị tương khắc giảm bớt cái sự khó khăn, không ảnh hưởng đến cái bổn mạng của các anh các chị tuổi Đinh Mùi. Tiếp tục đó là các em tuổi Kỷ Mùi, các nàng các chàng Kỷ Mùi thì năm nay xem ra từ 4 tháng đầu năm thì cũng không có được nhiều việc gì. Tuy rằng nghe nói là hợi mão mùi tam hợp, chữ kỷ nó đồng hàng, nhưng rõ ràng là tới giờ phút này thì có nhiều cái điều vẫn chưa được tốt đẹp thật sự. Hy vọng rằng cái tháng năm này nó có được cái tử vi, có được cái những cái sự tương sinh tương hợp, nhưng đặc biệt là lục hợp với tháng bắt đầu tạo tài lộc sinh khí cho cái tuổi Kỷ Mùi. Cho từ đầu năm tới giờ Kỷ Mùi thì có một số người sinh trong tháng thì thành công đúng như là những gì mình đã nói, là một tháng tốt, là một năm tốt đẹp. Tuy nhiên là có một số tuổi rơi vào tháng sinh và ngày sinh không tốt thì vẫn còn gặp trục trặc lắm, chưa có được gì. Nhưng mà các nàng Kỷ Mùi năm nay thì đỡ hơn, rõ ràng là đỡ hơn năm vừa rồi nhiều ha. Rồi như vậy xét về mạng thì Kỷ Mùi là hỏa, canh ngọ là thổ, như vậy là mạng là sinh xuất, hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng bị yếu đi. Về yếu đi như vậy thì cũng cần phải đề phòng bệnh cảm nặng nhẹ nhàng chứ không có đến nỗi nặng nề. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Về mặt nạp âm ngũ hành á, canh thì kim, kỷ thì thổ, như vậy là nạp âm ngũ hành là thổ sinh kim, rất tốt. Có cái nạp âm ngũ hành thổ sinh kim là cái dòng tương sinh, cho nên là có thể nói là có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi lục hợp, địa chi là ngọ mùi lục hợp, hy vọng rằng với cái địa chi lục hợp này gia đạo ổn định, các mối quan hệ sinh ra nhiều cái mặt tích cực ở trong cuộc sống và tạo cho các em tuổi Kỷ Mùi một cái tháng bắt đầu khởi động, bắt đầu cất cánh ha. Rồi tiếp tục đó là các em Tân Mùi sinh năm 1981. Người Tân Mùi thì năm 2018 nam là hầu nữ kế đồ, cho nên là gặp nhiều khó khăn. Qua năm nay người Tân Mùi thì từ đầu năm đến giờ so với Kỷ Mùi là thành công hơn, tốt đẹp hơn, nhiều thứ ổn thỏa hơn. Thì bây giờ xét xem là tháng năm là tiếp tục ăn sinh sao. Trong năm nay sẽ có tháng Tân Mùi, tức là tháng 6 âm lịch, một tháng nữa. Thì mình cứ nghĩ như này, rơi vào tháng 6 là nó xuống vậy thì những cái tháng cạnh cạnh bên nó cũng không có tốt đẹp. Nhưng hy vọng rằng với cái địa chi lục hợp ngọ mùi thì nó phần nào kéo lại cho mình bớt cái sự xui xẻo. Nếu như mà đúng thì người Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ phải chịu nhiều cái chuyện mà xui xẻo, chuyện nhiều không tốt từ bắt đầu sau ngày 20 trở đi, 20 âm lịch của tháng 5 âm lịch, tại vì nó sát quá với lại cái tháng tháng tuổi của mình. Thì nó sẽ đâu phải là cứ vào tháng tuổi nó mới xui đâu ha, nó xui trước tới tháng tuổi nó mới nó phải có tạo ra cái răng rối cái gì đó, và tới tháng tuổi nó mới nhiều cái việc không tốt, đúng không? Thì xét về cái trụ mạng á thì người Tân Mùi mệnh thổ, tháng canh ngọ cũng thổ, cho nên là đồng hàng thổ, sức khỏe không vấn đề, có thể nói là còn tốt đẹp nữa, không có bệnh hoạn gì đâu. Thiên can tân canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân canh thì cùng là hành kim hết, cho nên là nạp âm ngũ hành là cùng hàng, cho nên công việc cũng gọi là không gặp trở ngại, chứ không có phải nói là tương sinh tốt đẹp sinh tài lộc ha. Địa chi thì là lục hợp, như nãy đã nói rồi, tốt đẹp không có việc gì đâu. Lục hợp thì gia đạo vui vẻ, có thể ví dụ như giận chồng đi nữa thì tháng này tháng êm chồng vui ha. Người Tân Mùi năm nay nữ mạng sẽ không tốt đẹp bằng nam mạng. Thiên can bắt đầu như vậy thì tiếp tục đó là người Quý Mùi sinh năm, các cháu sinh năm 2003 cũng như là các bác sinh năm 1943. Xét về mạng thì là người Quý Mùi là mạng mộc, thì là như vậy, mộc khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe cũng có một chút khó khăn, cần phải cẩn thận, đặc biệt là các cháu Quý Mùi ha. Tháng này là tháng khá nóng ha,
đừng có dại dị dột đi tắm biển tắm sông ha, coi chừng nha. Coi chừng hút chết, không chết nhưng mà hút chết thôi ha. Thiên can canh quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Xét về nạp âm ngũ hành canh kim quý thủy, cho nên là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy, cho nên là tốt đẹp. Nhưng mà với cái người này thì cái trụ thiên can nó ảnh hưởng nhiều đến công việc, thì các cháu quý mùi thì vẫn đang trong cái giai đoạn đi học đúng không? Còn đó là các bác mà quý mùi sinh năm 1943 thì lớn rồi không còn làm ăn, cho nên là cái trụ thiên can này có thể nói là mình nó không ảnh hưởng nhiều đến mọi người. Địa chi thì lục hợp, gia đạo vui vẻ, nhiều điều may mắn. Các chàng trai mà quý mùi mà nhỏ nhỏ đó, sinh 2003 đó ha, nên là đây là thời gian mà có thể là hè, cho nên là nghỉ ngơi nha, tỏ tình rồi vui chơi, cho nên là không có việc gì phải quá phải lo lắng ha, tình cảm dễ phát sinh. Các bác lớn tuổi thì con cái có thể là nó con cháu nó nghỉ hè, nó về làm cho các bác vui vẻ hơn về mặt phần gia đạo. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi của tháng Canh Ngọ, tức là tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Mùi. Cũng có những cái tuổi Mùi thì đầy tốt đẹp và cũng có những cái tuổi Mùi thì không tốt đẹp cho lắm. Hy vọng rằng với cái thông tin mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho những người tuổi Mùi biết mà ứng dụng vào cái tháng 5 một cách tốt đẹp. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Mùi biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.